Các em, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập nâng cao chuyên đề mặt tròn xoay. Trước hết thì chúng ta sẽ nhắc lại một vài cái kiến thức lý thuyết cơ bản, và sau đó thì chúng ta sẽ khai thác một số nội dung nâng cao trong cái chuyên đề này. Với chuyên đề mặt tròn xoay thì chúng ta được học về các cái khối tròn xoay. Chúng ta chú ý rằng là khối tròn xoay thì thường là được tạo thành khi mà chúng ta có một cái đường C nào đó. Đường C có thể là một cái đường cong, có thể là một cái đường thẳng mà quay quanh một cái trục. Thì khi mà mỗi điểm trên cái đường này quay thì nó sẽ vạch lên một đường tròn. Và chúng ta sẽ tập hợp tất cả những cái điểm thuộc đường cong đó và thực hiện là quay những trục delta đó, thì chúng ta sẽ được một cái mặt tròn xoay. Và để tạo ra được một cái hình nón thì chúng ta chú ý rằng là cái đường thẳng delta sẽ là phải cắt với cái đường thẳng d. Khi mà delta cắt d một cái góc là góc này là trong khoảng từ 0 độ cho đến là 90 độ thì chúng ta sẽ được là một mặt nón. Còn trường hợp mà d và delta là song song thì chúng ta sẽ được một mặt trụ. Còn nếu như mà chúng ta cho nửa đường tròn và quay quanh đường kính của nó thì chúng ta sẽ được là mặt cầu. Mặt cầu thì còn được định nghĩa với một cái cách đó là có thể xem là tập hợp tất cả những cái điểm trong không gian sao cho nó cách điểm y quan r. Và một cái kiến thức nữa mà chúng ta cần quan tâm đó là về thể tích của các cái khối. Một là chúng ta nói về khối trụ. Giả sử thì chúng ta có cái khối trụ sau đây. Giả sử là bán kính đường tròn đáy là R và chiều cao là h, thì chúng ta có được các cái công thức sau. Thể tích của khối trụ, thì được tính là bằng pi r bình phương nhân h. Rồi chúng ta có công thức tính diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì bằng là 2πRh. Còn diện tích toàn phần thì được xác định là bằng diện tích xung quanh cộng với 2 lần πR bình phương. Và em chỉ rằng là 2πR bình phương đó chính là tổng diện tích của hai đáy. Chúng ta có một cái khối thứ hai, đó là về khối nón. Khối nón giả sử là
cái khoảng cách, tức là chiều cao của nó là h, độ dài đường sinh là l và bán kính đáy là r. Vậy thì chúng ta có các cái công thức sau. Thứ nhất là thể tích của cầu nón. Thể tích của nón là bằng 1 phần 3 pi r bình phương nhân h. Chúng ta có công thức tính diện tích xung quanh cầu nón là bằng pi r l. Và chúng ta có công thức tính diện tích toàn phần thì bằng là pi r l cộng với pi r bình. Pi r bình đó là diện tích đáy, còn pi r l đó là diện tích xung quanh. Thứ ba là chúng ta có khối cầu. Khối cầu thì chúng ta có công thức tính thể tích của khối cầu. Đó là 4 phần 3 pi r là diện tích mặt cầu thì bằng là 4 pi r bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ xét một số nội dung mà có thể khai thác để tích hợp giữa các cái kiến thức của các cái mặt tròn xoay, hoặc là có những cái nội dung nó phức tạp hơn ở trong cái đề thi. Chúng ta sang nội dung bài tập. Chúng ta xét một cái ví dụ sau đây. Thì ở đây là ví dụ này thì chúng ta sẽ kết hợp với cái hình chóp rồi hình mặt cầu. Cho hình chóp SABC SABC có đáy là tam giác đều cạnh A, và SA thì bằng A căn 2 cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh A. Và mặt phẳng SAB, mặt phẳng SAC thì cùng vuông góc với mặt phẳng ABC, cùng vuông góc với mặt phẳng ABC. Và SA thì bằng A căn 2. Hãy xác định hay là tính bán kính của mặt cầu tâm A, xác tính bán kính mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng SBC. Là câu A. Câu B là tính bán kính mặt cầu tâm A và cắt mặt phẳng SBC theo một đường tròn
có bán kính bằng A để giải quyết bài toán này thì chúng ta cần phải để xác định được cái bán kính của mặt cầu. Thì chúng ta phải nhớ lại được là một mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu khi nào. Thì các em biết rằng là một mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu khi mà khoảng cách từ tâm cho đến mặt phẳng thì chính là bằng bán kính. Vậy thì cái việc mà chúng ta tính bán kính thực chất là chúng ta đi tính cái khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC. Và để dừng khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC thì chúng ta làm như sau. Chúng ta gọi M là trung điểm BC. Như vậy thì chúng ta có là AM là vuông góc với BC. Và AM sẽ là hình chiếu của FM lên mặt phẳng ABC. Đây là chúng ta gọi là FM là vuông góc của BC. Và khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC thì chính là độ dài đường tăng này. Và như vậy thì chúng ta cần phải tính được AH, và AH là chính là bằng bán kính. Với định hướng này thì chúng ta có được cái lời giải sau đây. Chúng ta gọi M là trung điểm. Gọi M là trung điểm của BC. Thì khi đó ta có AM thì vuông góc với BC. Và AM là đường cao của tam giác bề cạnh A nên nó sẽ bằng A căn 3 trên 2. Rồi, tiếp theo thì chúng ta kẻ AH vuông góc với FM, trong đó H thuộc FM. Thì ta phải chứng minh được là AH sẽ vuông góc với mặt phẳng FBC. Thì ta có điều này, BC thì vuông góc với AM thì cái này rồi phải gọi đây là điều số 1. Điều thứ hai thì chúng ta có là FA là vuông góc với BC. Bởi vì sao? Bởi vì là hai mặt phẳng FAB và FAC là cùng vuông góc với mặt phẳng ABC, mà giao tuyến của hai mặt phẳng này là FA. Như vậy thì ta suy ra được là FA cùng vuông góc với mặt phẳng ABC. Và từ 1, 2 thì chúng ta có là BC vừa vuông góc AM vừa vuông góc với FA, nên là BC sẽ vuông góc với mặt phẳng là FAM. Và từ đây thì chúng ta có được là BC sẽ vuông góc với AH. Thầy gọi đây là điều sau. Đây là điều 3. Và từ sau và 3 thì chúng ta có là AH vuông góc với mặt phẳng FBC. Như vậy thì AH chính là bằng khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng FBC. Mà khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng FBC thì cũng chính là bằng bán kính của mặt cầu tâm A và tiếp xúc với FBC. Bởi vì là do mặt phẳng FBC là tiếp xúc với mặt cầu. Và để tính AH thì chúng ta xét với là tam giác vuông FAM thì chúng ta có là 1 trên AH bình phương thì bằng 1 trên AF bình phương cộng với
một trên AM bình phương. Mà 1 trên AS bình phương là 1 trên 2A bình phương. Còn 1 trên AM bình phương tức là 1 trên A căn 3 trên 2 tất cả bình phương. Như vậy thì chúng ta có được là 1 phần 2A bình phương cộng với 4 trên 3A bình phương. Vậy là chúng ta sẽ được ở đây là được 11 phần 6 A bình phương. Vậy từ đây chúng ta có là R thì chính là bằng A hát và bằng A căn 6 phần 11. Hay là chúng ta thì sử dụng cục căn thức thì chúng ta sẽ được là A căn 66 phần 11. Ý B, tính bán kính của mặt cầu tâm A mà cắt mặt phẳng SBC theo đường tròn có bán kính là bằng A. Thì chúng ta nhớ lại là khi chúng ta có một cái mặt cầu mặt cầu tâm A và cắt theo đường tròn có bán kính là R nhỏ thì bán kính của mặt cầu đây là R lớn. Vậy thì để tính được là R lớn mà chúng ta thì đã biết gì rồi, chúng ta biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng, chúng ta đã biết được là bán kính của đường tròn nhỏ. Như vậy thì từ công thức là R bình bằng hoặc bằng AH bình cộng R bình thì R nhỏ bình thì chúng ta sẽ có được là R lớn. Như vậy là câu B thì chúng ta giả sử thành A đây thì lấy một cái điểm khác có thể trùng T với cái điểm B. Chúng ta có là mặt cầu tâm A để cắt mặt phẳng SBC theo đường tròn thì tâm của đường tròn thì chính là hình chiếu của A trên mặt phẳng SBC. Tâm đường tròn thì chính là A và bán kính là HD bằng R bằng A, tức là D là một cái điểm thuộc đường tròn. Vậy thì chúng ta xét với cái tam giác vuông AHB thì chúng ta sẽ có là AD bình phương tức là R bình phương thì bằng AH bình cộng với HD bình phương. Mà AH bình thì AH bình như này chúng ta tính rồi, đây chính là bằng là gì, là 6A bình phương trên 11. Còn HD bình phương chính là R nhỏ bình phương tức là A bình. Như vậy là chúng ta được là 17 phần 11 A bình phương. Như vậy chúng ta có được là bán kính chính là bằng A căn 17 phần 11. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần là những bài toán này thì người ta đòi hỏi các em để có cái kiến thức về cái một quan hệ vuông góc, rồi là chúng ta cũng có kiến thức về là cái điều kiện để mà mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu hoặc là cái mặt phẳng cắt mặt cầu. Chúng ta sẽ sang ví dụ 2. Trong các hình nón nổi tiếp hình cầu có bán kính R thì tìm chiều cao bán kính đáy của hình nón để thể tích của nón là lớn nhất. Thì trước hết thì chúng ta sẽ vẽ hình để hình dung về cái giả sử chúng ta có một cái cột cầu, một hình cầu và
thì nó nổi tiếp bình thường. Ô A à, thật sự đây được gọi là AB. Và tâm của về cầu này là Y. Chúng ta gọi bán kính hay là bán kính của hình nón, bán kính đáy của hình nón là hình nón là R nhỏ, hay là gọi là pixel. Thì ở đây các em chú ý như thế này, tức là tâm của một cầu thì nó phải nằm trên cái đường nối đỉnh của hình nón với tâm đáy của hình nón, bởi vì là chúng ta biết rằng là tâm một cầu thì nó phải là cách đều những cái điểm nằm trên hình tròn đạn, mà những điểm tập hợp những cái điểm mà cách đều những điểm nằm trên hình tròn đạn thì nó chính là trục đường tròn ngoài tiếp của cái hình tròn đạn. Và chúng ta giả sử rằng là OI thì cắt mặt cầu tại C, thì như vậy thì chúng ta sẽ có được là cái đường tròn mà đi qua các điểm OA, BC này đó chính là đường tròn đối. Và như vậy thì chúng ta có là OC là đường kính. Như vậy là chúng ta có điều này. Thì thầy sẽ cắt riêng cái phần này ra để cho các em dễ hình dung. Ở đây chúng ta có một cái đường tròn lớn, đó là đường tròn đường kính OC, đây là tâm Y, và chúng ta có AB, đây chính là đường kính của cái đường tròn giao tuyến. Rồi thì chúng ta biết rằng là ở đây OH là R và độ dài này là và thầy gọi đây là điểm đây là điểm H. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ đi biểu diễn cái đường cao H này theo X và R. Thì ở đây các em chú ý rằng là tam giác này là tam giác vuông, nên là chúng ta xét với tam giác OAC. Thì tam giác này là có vuông tại A và có đường cao là AH. Tam giác này là vuông tại A và có đường cao là AH. Và như vậy theo thể tích lượng trong tam giác vuông thì chúng ta sẽ có được điều này. AH bình phương thì chính là bằng OH nhân với AC. Nhưng mà OH thì chính là bằng chiều cao H. Đây chúng ta gọi chiều cao là chiều cao hình nón. Còn HC là gì? Thì chúng ta thấy là OC là 2R lớn. Và HC thì chính là bằng OC trừ đi OH. Vậy là trừ đi H.
hay là chúng ta có được x bình phương thì bằng h nhân với i r trừ h, mà thể tích của khối nón thì bằng 1/3 pi x bình phương nhân với h, mà x bình phương thì là bằng h nhân với 2 r trừ h, như vậy là nhân với h nữa là thành h bình nhân đây là 2 r trừ h. Và để tìm mắc của v thì chúng ta có bất kỳ cách sau đây, chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức, đó là chúng ta tách cái h bình này thành đây là h lên 2 nhân h lên 2 nhân với 2 r trừ h. Vậy thì ở đây thầy phải nhân với tử là 4. Và chúng ta sử dụng bất đẳng thức thì chúng ta được đây là 4 pi trên 3, còn ở đây là h trên 2 cộng với h trên 2 cộng với 2 r trừ h, tất cả trên 3 mũ 3. Vậy thì chúng ta có được là v thì bé hơn bằng 4 pi trên 3 nhân với 2 r trên 3 tất cả lập phương. Vậy là chúng ta được đây là 8 4 3 2 pi r lập và trên cho 27. Như vậy thì em sẽ thấy được là v max thì bằng 32 pi r lập trên 27. Và khi là h trên 2 thì bằng 2 r trừ h, như vậy thì chúng ta có được là 3 h trên 2 thì bằng 2 r. Vậy chúng ta được là h thì bằng 4 r trên 3. Và khi h bằng 4 r trên 3 thì chúng ta sẽ có là x bình thì sẽ bằng là h nhân với 2 r trừ h, tức là ở đây là 4 r trên 3, còn 2 r trừ đi cái này thì chúng ta lại được là 2 r trên 3. Vậy là chúng ta sẽ được đây là 8 r bình phương trên 9. Như vậy chúng ta có là x thì bằng 2 căn 2 r trên 3. Vậy là cái khối nón mà có thể tích lớn nhất thì cái chiều cao phải là 4 r trên 3 và bán kính đáy là 2 căn 2 r trên 3. Chúng ta xét cách thứ hai cho bài toán này. Thì hồi nãy chúng ta đã tính được thể tích của khối chóp là bằng 1/3 pi h bình nhân 2 r trừ h. Chúng ta đã xử lý cái việc mà tìm giá trị lớn nhất bằng cách là chúng ta sử dụng bất đẳng thức. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ khác, đó là công cụ hàm số. Ken có thể thấy rằng là khi mà chúng ta khai triển ra thì chúng ta sẽ được là 1/3 pi nhân với 2 r h bình phương và trừ cho 1/3 pi h lập, thì chúng ta thể xem như đây là một cái hàm số của h. Và cái bài toán mà tìm giá trị lớn nhất của v thì thực chất là đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số cái h này. Thì chúng ta có là đào hàm thì bằng gì, đây sẽ bằng là 4 pi r trên 3 h và trừ cho cái này được là pi h bình phương. Như vậy thì chúng ta có là f phẩy h bằng 0 khi và chỉ khi là hoặc là h bằng 0 hoặc là 4 pi r trên 3 thì bằng pi h. Như vậy thì chúng ta có là h bằng 0 hoặc là h bằng 4 r trên 3. Nhưng mà h bằng 0 chúng ta gọi là, vì ở đây thì các em chỉ là cái h của chúng ta thì nó phải là lớn hơn và bé hơn là 2 r.
và chúng ta lập bảng biến thiên a f a và đây là f a, đây là không, đây là hai r, đây là 4 r trên 3, đây là không. Thì dấu của f phẩy đây là âm, ở đây là dương và đây là âm. Như vậy thì chúng ta có được bảng biến thiên, và từ bảng biến thiên này thì các em có thể thấy rằng là cái fh max thì chính là bằng f của 4r trên 3. Mà f của 4r trên 3 chúng ta thay vào và nó sẽ đạt được khi là h thì bằng 4r trên 3, và chúng ta có là x bình phương là bằng h nhân với 2r trừ h, mà cái này thì chính là bằng 4r trên 3 nhân với là 2r trên 3, tức là được 8r bình phương trên 9. Vậy thì chúng ta có được là x bằng 2 căn 2r trên cho 3. Vậy là chúng ta có được là v max khi và chỉ khi là h bằng 4r trên 3 và bằng 2 căn 2r trên 3. Như vậy thì trong cái bài học này thì thầy đã trình bày cho các em ôn tập lại một số cái kiến thức, như là kiến thức về thể tích, kiến thức về diện tích, và một nội dung nâng cao mà người ta thường hay khai thác ở trong cái phần này đó là người ta có thể cài vào những cái bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của diện tích, của thể tích. Và thầy chúc các em thành công. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 Trung học Phổ thông nhé!